quán này nằm trên đường Sẹt 2, Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành, rồi. Ở đây thì hiện tại là có rất là nhiều món và các phần khác nhau. Hiện tại bây giờ thì hai chị em đang đợi món ra. Đây là một phần cháo nè. Bên đây là phần măng. Thì cái phần bún miếng này á, thì nó chỉ có giá là 12.000 thôi. Cái phần không thịt, ở Lê Hương kêu một phần miếng, rồi sâu, rồi tô cháo, rồi kêu thêm một dĩa. Thì ở đây nó có rất là nhiều dĩa cho những cái người khác nhau, nhóm người khác nhau. Thì hiện tại thì có 4, 5, 3, 2 người. Ở mình với chị Hiền thì khá no rồi, để anh ăn. Đó, đây là phần gỏi. Một người ăn như đây rồi mình thấy đúng là mình kêu hai người đúng có lẽ hợp lý nha. Bây giờ cũng không có đói lắm nên là mình kêu vừa phải thôi. Còn về phần giá thì ở nhà thì khá là phải chăng nha, chỉ gọi thì chỉ là 50.000 thôi, combo thì chỉ có 12.000. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn nha. Đây phần măng thì có là măng bún, rồi có hai cái quýt. Hôm đây có rau thơm là hình như là rau răm với lại hành. Rồi bên đây để có giá với lại rau sống. Còn phía bên chị Hiền cháo mà. Cháo thì có là đâu chị Hiền mới lên này. Mới lên phần này có gì? Có giá quyết, ba cái quyết. Rồi nó là cái rau, cái dĩa. Thịt gỏi vịt. Ăn xong rồi ăn kèm với lại gỏi vịt, sau đó chúng ta sẽ chấm chấm gừng chấm. Trời ơi. Quay phim mà ghê quá. Bằng nước chấm rất ngay tô gì. Đây cháo có thể ăn với quẩy nữa ha. Rồi xin mời lão làng. Lão làng ăn đi, thấy nó khá mệt rồi đó. Kêu thêm phần nước trà đá. Quán khá là đông. Đây chị Hiền đang ăn cháo và gỏi vịt. Chấm vô cái tô mà bị không sao luôn à. Là để cho miệng đó, miệng ăn nha. Thôi thấy rau muống ngon quá à. Ngon ăn luôn rồi. Rồi mình mới bỏ rau vô mà ăn. Rau này rau sống ha. Rồi trồng cái dĩa lên luôn cho nó sạch sẽ. Rồi nâng gình cái dĩa lên luôn. Đây là một phần để thử miếng nước coi như thế nào, rau thấy là tươi rồi đó. Nước nước thì khá là ngon đấy, nhưng mà với cái vị của mình thì mình sẽ thêm một ít mắm gừng. Đối với mình thì mình sẽ ăn mặn hơn một chút. Ít ớt. Thêm một ít ớt cho nó cay. Đó. Và một ít mắm nữa. Mắm gừng và mắm mặn nữa mới đủ áp phê. Mắm gì? Hiền nó cho mắm gì? Tô như này có giá là 12.000 khá rẻ ha. Đông ghê á, tầm giờ ăn. Giá vừa rồi. Đây chỉ gỏi nè. Đây chị Hiền nha. Bên đây là phía trong quán. Ừ.
Rồi bên đây là phía ngoài quán. Trải dài luôn, rất rất là đông. Bên đây là chỗ gửi xe nè. Ok. Đầu tiên thì Phương sẽ ăn một sao đấy. Hương là một vàng dịch. Chọn đúng chỗ hả? Ừ. Quay cái bánh rau đẹp lắm. Khỏi cần giới thiệu ăn cái gì. Nếu dùng đối với mình thì thêm mắm, thêm nước giếng gì. Nếu không thì Yeah.
xuống đây mình ăn bánh gì thế nhở. Dịch ngon. Nay về ăn nhìn có vẻ ngon rồi đấy. Răng này luyện bán hơn rồi. Chỉ biết quyết luyện răng rồi. Luyện răng bán rồi. Mấy ngày ao không lên hình á. Luyện rồi có luyện không? Hả? Ăn nhiều xương, cắn xương nhiều vô. Cắn xương luôn hả? Rồi nhai thử coi. Đu đủ chân. Đó. Dĩ gỏi bắt đầu vơi dần rồi. Hai người ăn chưa nghỉ nè, vừa rồi. Vừa hả? Ừ. Đủ áp phê chứ. Gỏi là ngon. Cái rau mà cái gì? Cải với lại cái củ hành á. Thấm ngon hả? Với lại bún